Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cứ điểm Lê Thanh Hải vừa chính thức mất tuyến lô cốt quan trọng cuối cùng khi đệ tử ruột của ông Hải là Tất Thành Cang đã bị Hội nghị Trung ương 9 cách chức Trung ương ủy viên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2018. Sau khi Lê Thanh Hải buộc phải rời khỏi vũ đài chính trị ngay trước Đại hội 12 vào cuối năm 2015, nhân vật có giá nhất của ông Hải cài lại là Tất Thành Cang, vị trí của Cang khi đó tương đương với một quan chức cũng được xem là đệ tử ruột của Lê Thanh Hải là Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu. Ngay sau khi Đua nghỉ, Cang đã được cho trám ngay chỗ đó. Thậm chí mắt xích Tất Thành Cang còn trở nên xung yếu đến mức mang tính sống còn trong bối cảnh lò của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lan đến Sài Gòn vào đầu năm 2018 và bắt đầu cháy mạnh vào cuối năm 2018 với một trong những mục tiêu chính là Lê Thanh Hải và phe cánh chính trị của bố già này. Lê Thanh Hải với tư cách là cá mập và từ nhiều năm qua được đồn đoán là một trong những quan chức cộng sản mập nhất Việt Nam. Còn phải đối phó với chiến dịch cá mập nuốt nhau gây ra bởi những nhóm quyền lực và lợi ích mới người Bắc trong cuộc xung sát ghê gớm cùng lòng tham ngút trời tại Sài Gòn, thủ phủ của rất nhiều mảnh đất vàng. Nhưng trong gần năm 2018, nhiều khả năng Tất Thành Cang đã dùng vai trò Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để che chắn cho Lê Thanh Hải khỏi những rủi ro chính trị và cả rủi ro mất tiền. Vào thời còn là Bí thư quận 2, nơi có dự án khu đô thị Thủ Thiêm và sau đó là Phó Chủ tịch thành phố phụ trách về đô thị, Tất Thành Cang đã trở thành cánh tay đắc lực của lãnh chúa Lê Thanh Hải để quy hoạch và giải tỏa lỗ 160 hecta đất, cưỡng chế đẩy đuổi hàng chục ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ, dẫn đến nhiều cái chết tức tưởi của dân bởi quá phẫn uất. Còn Lê Thanh Hải vào thời còn là chủ tịch thành phố đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa lỗ sang 160 hecta đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là nơi sinh nhai duy nhất của họ. Mối quan hệ Hải Cang cũng bởi thế đã trở thành hữu cơ và gắn bó đến độ tôi còn, anh còn, tôi chết, anh cũng chết. Đến nay, Lê Thanh Hải đã mất khá nhiều đệ tử ruột, bao gồm những cái tên Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài, hai cựu phó chủ tịch thành phố đã bị khởi tố và tống giam. Và bây giờ đến lượt Tất Thành Cang. Cả Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đều dính đậm vào những vụ bán đất vàng và tài sản công liên quan đến một quan chức tình báo nổi tiếng gom đất vàng của Bộ Công an là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, và những đại gia khác sau một thời gian chững lại với không ít hy vọng được tại ngoại, thậm chí có thể qua cầu. Hai quan chức này đã phải tra tay vào còng, không biết vô tình hay hữu ý. Cảnh nạn này lại xảy ra ngay sau cái chết đầy nghi vấn của cựu Bộ trưởng Công an và là đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cho đến lúc này, không còn hoài nghi gì nữa, Nguyễn Phú Trọng đã mở màn chiến dịch chống tham nhũng của ông ta với giai đoạn 3 đốt lò tại Sài Gòn, một cứ điểm của phe cánh chính trị Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng. Và cuộc xung sát khó lửa này sẽ có thể tưng bừng trong nguyên năm 2019 tới. Chưa bao giờ trong triều đại gần 20 năm trời thống trị Sài Gòn và nổi lên cầu vồng chính trường như trong ngôi sao mập ú mang tên hai đệ, đất và đô la. Phe nhóm chính trị của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu chủ tịch và cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải lại rớt xuống sát với mặt đất để gần với vực thẳm hơn bao giờ hết vào năm 2018 này. Lê Thanh Hải chỉ được đồn đoán là một trong những tư bản đỏ cách xù nhất trên lẻo đất hình chữ S quằn quại đau thương của hàng triệu dân oan mất đất đai
Và có lẽ còn là cái tên ngự ngay đầu tốp đầu trong bản danh sách tử thần của Nguyễn Phú Trọng. Danh sách những quan chức mà nếu bị mổ theo cách không kịp và không thể tẩu tán tài sản cá nhân thì đảng của ông Trọng sẽ có thể thu hồi tài sản tham nhũng từ 3 đô đến 5 tỷ mỗi năm. Một thành tích không quá tệ với việc Tập Cận Bình đã từng xử chung thân và tịch thu tài sản của bạn của Lê Thanh Hải là Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cùng lúc chám bớt vào cái lỗ trống toang hoác của nền ngân sách Việt Nam đang lao vào thời kỳ hộc ruộng đen tối. Thời hậu quang, với ngày càng nhiều tín hiệu và chỉ dấu một cuộc tổng công kích lớn và hầu như không hoài nghi sẽ diễn ra của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng vào Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, và gần như không còn gặp lực cản phá đáng kể nào, tình cảnh phe nhóm quan chức miền Nam vừa ăn ngập mặt vừa thiếu lý luận giờ đây có thể được mô tả như thân ai người đó lo, hồn ai đó giữ, hay nói trắng ra thì chẳng còn tồn tại phe nhóm nào. Một hình ảnh tan rã và phân hủy tự nhiên lẫn cay đắng rất đặc trưng của hình thái chất thải so với thời quan liệt. Còn bạc, còn quyền, còn đệ tử của nó cách đây 30 năm. Những vụ bắt Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài và kỷ luật Tất Thành Cang mới chỉ là sự khởi đầu. Tuy Tất Thành Cang chưa bị bắt nhưng với quá nhiều dấu hiệu ốc ý làm trái ở vụ bán 32 hecta đất Nhà Bè, vụ bốn con đường Thủ Thiêm có giá thành xây dựng không tưởng đến 1.000 tỷ đồng mỗi km và vụ mới nhất là tuyến metro số 1 đội vốn đến hơn 30.000 tỷ đồng. Nhiều khả năng Tất Thành Cang sẽ không thể tránh được kiếp lao lý. Việc Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử Tất Thành Cang tại Hội nghị Trung ương 9 cho thấy quyết tâm rõ hơn và mạnh hơn của ông ta trong mục tiêu xử Lê Thanh Hải. Dù chưa biết ông Trọng có chủ ý lấy lại công bằng cho hàng chục ngàn dân oan Thủ Thiêm hay không. Một năm trước, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu hạn lớn khi Bí thư Thành ủy khi đó là Đinh La Thăng bất ngờ bị loại khỏi Bộ Chính trị để đến cuối năm 2017 phải chà tay vào cong. Không biết vô tình hay do trời đất sắp đặt, một năm sau đến lượt Tất Thành Cang. Cần nói thêm, cả Đinh La Thăng và Tất Thành Cang đều là tác giả của chiến dịch ủi sập chùa Liên Chi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào tháng 8 năm 2012. Ác giả, ác báo. Cùng tham gia chiến dịch phá chùa Liên Chi, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và một số quan chức công an khác của thành phố và quận 2. Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sẽ bước vào năm 2019 với những thách thức vừa khách quan vừa chủ quan, nhưng thách thức nào cũng đáng kể dành cho ông cuộc đốt lò của ông ta. Cho đến nay, thành tích được xem là chống tham nhũng của ông Trọng vẫn còn hết sức khiêm tốn. Thành tích diệt hổ đáng kể nhất của Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này mới chỉ là Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có thể được xem là tương đương với Bạc Hy Lai ở Trung Quốc. Còn thành tích diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến cuối năm 2017 vẫn ấn tượng đến mức các cơ quan tư pháp Việt Nam chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản. Và đến cuối năm 2018, chỉ lẻ tẻ một số quan chức bậc trung và thấp ở địa phương bị xử lý không thật nghiêm khắc. Trong khi vẫn phổ biến không khí trên nóng dưới lạnh ở rất nhiều tỉnh thành. Cũng khác hẳn với chiến dịch săn cáo được Trung Quốc tổ chức khá hiệu quả mà đã lôi về hàng trăm quan chức tham nhũng lẩn trốn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chính trường Việt Nam vẫn còn nguyên thời kỳ ồ ạt quan chức ra đi tìm đường cứu nước, mang theo một khối tài sản và ngoại tệ khổng lồ mà gần như không bị đảng và các cơ quan thừa hành pháp luật chế tài. Những cái tên như Trịnh Xuân Thanh, Lê Trung Dũng, Vũ Đình Duy
chỉ là phần chóp nổi của tảng băng, còn phần lớn thể tích chìm sâu trong rác rến cặn bã nhân loại. Còn vô số quan chức với không hiếm trong số đó được ông Nguyễn Phú Trọng nhãn mặt, đang bị người đời xem là nền chính trị quái vật, nhiều đầu hiếp dâm nền kinh tế dân sinh, chỉ còn một cái đầu để thờ. Thiếu hẳn yếu tố bất ngờ và ra đòn mạnh mẽ của Tập Cận Bình trong chiến dịch Đả Hổ diệt ruồi, Nguyễn Phú Trọng đã để lộ bài quá nhiều kể từ khi khởi sự đốt lò, đủ khiến cho giới quan tham thời Hậu Dũng và Hậu Quang có thể liên kết với nhau dù chưa đủ rộng và sâu nhằm phản ứng lại những chủ trương kế hoạch chống tham nhũng. Mới đầu chỉ là than thở, ông Trọng còn làm căng quá, sau đó đến tụ tập đông người và đến khi xuất hiện đầu lãnh thì có lẽ đã có hẳn một kế hoạch chống Trọng. Chưa kể một điểm yếu rất lớn của Nguyễn Phú Trọng đã bật ra lồ lộ suốt từ khi bắt đầu chống tham nhũng đến nay. Trong khi đốt lò quá chăm chăm vào việc thanh trừng những đối thủ chính trị cũ và mới, thì nhiều quan chức vừa tham nhũng vừa điều hành yếu kém nhưng được cho là người của phe Nguyễn Phú Trọng vẫn ung dung tồn tại và đi rao giảng đạo đức xã hội chủ nghĩa. Cho tới giờ này vẫn còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế liên đới trách nhiệm nhập thuốc ung thư giả. Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh bị xem là tội đồ tiếp tay cho thảm họa Formosa. Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải Formosa. Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản làm ăn riêng và bồ bịch. Một Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ với thành tích điều hành dưới cả mức tệ hại nhưng vẫn không bị cách chức, cùng hàng lâu hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là cánh hậu với những quan chức cận thân ở ban đảng của Nguyễn Phú Trọng. Hoặc như Trương Minh Tuấn, quan chức phải miễn cưỡng rời khỏi cái ghế Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông béo bở, được ông Trọng gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương khi âm mưu ăn cắp tiền gần 9.000 tỷ đồng từ vụ mobile phone mua AVG còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó. Đó là nguồn cơn vì sao mà sau 2 năm rưỡi phát động cuộc chiến chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng vẫn bị những cựu thần và tướng lĩnh lão thành, giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm, ưu ái về ý thức chủ nghĩa và ý thức hệ cộng sản, nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến chỉ trích nặng nề vì đã không xử nghiêm Trương Minh Tuấn và những quan chức khác thuộc phe đảng để cân xứng và công bằng với các vụ xử phe của Nguyễn Tấn Dũng. Cho tới nay, bất chấp chiến dịch tấn công đốt lò thậm chí đã được cả quốc tế biết đến, người ta vẫn tự hỏi liệu Nguyễn Phú Trọng sau nhiều hô hào và hứa hẹn nhưng có chống tham nhũng công bằng hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta như người dân mong mỏi và đòi hỏi hay sẽ không bao giờ. Hay ông Trọng chỉ chống tham nhũng một bên nhằm thanh trừng nhân sự và thu hồi một phần tài sản tham nhũng nhằm kéo được ngày nào hay ngày nấy cái chế độ độc đảng của ông ta. Làn sóng chỉ trích ông Trọng dù vẫn trong giai đoạn mang tính nội bộ và chưa đi vào thời kỳ được công bố trên báo chí đã và sẽ khiến uy tín của Nguyễn Phú Trọng bị lao dốc không ít. Chưa kể ước mơ tái hiện hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với đổi mới 30 năm về trước và lưu truyền sử xanh của ông Trọng trong tương lai rất có thể sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng, trong khi lịch sử vẫn còn có năm sinh trước ông anh Tập Cận gần một chục năm và thâm niên làm Tổng Bí thư Đảng hơn ông anh Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững. Nhiều nhà bình luận chính trị độc lập ở Việt Nam đều có chung nhận xét và rất tương hợp với tình hình thực tế là cho dù có diệt được những quan chức bị xem là trùm tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đối mặt với rất đông đảo quan chức tham nhũng từ cấp trung ương xuống địa phương. Những nhân sự đầu bộ ngành và đầu tỉnh thành không chỉ rơi rớt lại từ thời Nguyễn Tấn Dũng mà còn chính là nhân sự được ông Trọng và Ban Bí thư điều chuyển, chỉ định sau khi Dũng trở về làm người tử tế. Và từ sau năm 2016 đến nay, và nói chung
Lớp nhân sự đó chính là con đẻ của một chế độ chính trị độc tài sinh ra đặc quyền và đặc lợi. Việt Nam thời hậu Trần Đại Quang đang hiện ra những dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện một số đông quan chức trực tiếp tham nhũng, cấu kết với nhau mà còn có thể lôi kéo được số đông khác quan chức gián tiếp tham nhũng, biến thành một lực lượng đủ đông và đủ tinh vi để chống lại chủ trương của một nhà nước trung ương tập quyền, đặc biệt là chủ trương chống tham nhũng. Hiện tượng hơn 2 phần 3 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tán đồng với một dự luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh của quan chức tại kỳ họp Quốc hội tháng 10-11 năm 2018, và có đến 36% ủy viên Trung ương Đảng bỏ phiếu không đồng ý cách chức ông Tất Thành Cang tại hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã phản ánh khả năng trên. Cho đến nay, khả năng trên không chỉ còn là một giả thiết mơ hồ mà còn đang lờ mờ hiện hình trong chính giới Việt Nam. Hiện tượng mà Tập Cận Bình đã phải vất vả đối phó ở Trung Quốc sau khi đã diệt những quan chức bộ chính trị như Bạc Hy Lai, Bí thư Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Công an, Từ Tài Hậu, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Nhưng ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thành công lớn trong không chỉ đả hổ mà còn diệt ruồi. Không phải là nhân vật có nhiều phát ngôn nổi bật mà còn ưa trích dẫn kinh viện Mác Lênin như Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình đã tỏ ra người thích hành động thâm trầm và bất ngờ hơn là nói và khoa trương thành tích. Từ năm 2012 đến nay, có đến 1,3 triệu quan chức các cấp bị kỷ luật và xử lý hình sự. Một con số cho thấy Tập đã tiến hành một cách không chỉ mang tính ví dụ mà còn khá thực chất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Cho dù cuộc chiến này không chỉ làm trong sạch môi trường chính trị mà còn nhằm tới mục tiêu tôn tạo hình ảnh Hoàng đế Tập Cận Bình với uy quyền gần như tuyệt đối kể từ thời Mao Trạch Đông những năm 60 của thế kỷ 20. Để đạt được thắng lợi đáng kể trên, Tập Cận Bình đã biết vận dụng một phương châm cộng sản muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con đường xã hội chủ nghĩa. Cạnh Tập và trên thực tế là cánh tay phải của Tập là Vương Kỳ Sơn, vào thời đó còn là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, một quan chức được xem là sạch sẽ, thâm trầm, lạnh lùng, tàn nhẫn và không nương tay đối với các đối thủ chính trị và quan tham. Tập Cận Bình chỉ trong một thời gian khá ngắn cũng đã xây dựng được một đội ngũ thừa hành ý đồ của mình từ cấp trung ương xuống nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Tập nắm chắc lực lượng quân đội để vừa khống chế công an, vừa không sợ bị đảo chính. Đồng thời, nắm chắc lực lượng công an, thanh bảo kiếm, chém đông chặt tây và tống rất nhiều quan tham vào vòng lao lý. Người ta đã ngạc nhiên vì cái cách mà Tập Cận Bình đã loại trừ một cách êm thấm phái Giang Trạch Dân mà không gây ra đổ máu. Người ta cũng ngạc nhiên vì dù có hay không tác động lãnh đạo hoặc kích động của những đối thủ chính trị và quan tham còn lại từ thời Giang Trạch Dân đã không hề xảy ra một sự cấu kết trên diện rộng và theo chiều sâu của các giới quan tham cấp tỉnh thành ở nhiều khu vực với nhau để chống lại Tập Cận Bình. Bằng chứng rõ rệt là tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, họ Tập thậm chí còn được Quốc hội nước này gật đầu hủy bỏ cơ chế giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ chủ tịch nước mà thực chất là làm hoàng đế suốt đời. Không những thế, Tập Cận Bình còn thu được kết quả cái gật đầu của tuyệt đại đa số Quốc hội và Ban chấp hành Trung ương về tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào Hiến pháp Trung Hoa, điều mà trước đó chỉ Mao Trạch Đông mới giành được. Còn ở Việt Nam, dù thời gian đã trôi qua ra nửa nhiệm kỳ, người em Nguyễn Phú Trọng tuy có năm sinh trước ông anh Tập gần chục năm và có thâm niên làm Tổng Bí thư Đảng hơn ông anh Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững. Cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò bí thư quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016,
thậm chí còn tự cơ cấu vào Đảng ủy Công an Trung ương vào cuối năm đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối.